À, tại sao lại phải lên uống đông hiêu khi mà chúng ta bồi bổ sức khỏe, thì tại sao chúng ta lại nên chọn đông hiêu, và tại sao mà sự khác biệt gì giữa hai cái sản phẩm của Nga này, Marano và Sikaban ạ? Thì thực tế là ở Facebook ấy, Facebook cũng có rất là nhiều năm để nghiên cứu về hàng Nga rồi ạ, và đặc biệt là các cái sản phẩm mà bồi bổ cho sức khỏe nói chung, thì theo những cái kinh nghiệm của Facebook thì nhận thấy rằng là thực sự là những cái sản phẩm mà bồi bổ cơ thể thì nó sẽ có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật. Thì đấy là Facebook đang nói đến cái các cái sản phẩm mà tự nhiên, tức là chúng ta chăm sóc cơ thể, bồi bổ cơ thể theo những cái hướng là các cái sản phẩm nó có gốc tự nhiên, chứ không phải là các sản phẩm tổng hợp như là viên uống vitamin tổng hợp hay là các cái sản phẩm mà chứa chất kích thích để nó mang một cái hiệu quả rất là nhanh. Mà ở đây Facebook muốn nhấn mạnh nó là tại sao chúng ta lại phải bồi bổ cơ thể, vì thứ nhất là dinh dưỡng nó bị nghèo, và hơn nữa là cơ thể chúng ta ngày nó càng khi mà chúng ta càng lớn tuổi thì là cái dinh dưỡng của chúng ta bồi bổ không đầy đủ này, thức ăn nó nghèo dinh dưỡng này. Thế và đặc biệt những người ăn kiêng hoặc là những người mà khó hấp thụ dinh dưỡng chẳng hạn, thì nó sẽ gây ra cái vấn đề đó là thiếu hụt dinh dưỡng, và nó làm cho cơ thể của chúng ta nó hoạt động không có khỏe mạnh, nó không được trơn tru nữa, và đặc biệt là nó gây ra một số bệnh mãn tính sớm hơn so với những gì mà chúng ta thấy. Thì tại sao chúng ta lại không bổ sung những cái thực phẩm mà bồi bổ cơ thể gốc tự nhiên để chúng ta giúp cho cơ thể chúng ta nó khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ ạ? Thì đấy, cái mục đích lý do là chúng ta nên bổ sung các cái sản phẩm uống thực phẩm chức năng dạng tự nhiên ấy, nguồn gốc tự nhiên ấy, để là giúp cho cái hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta hoạt động đúng hơn. Và có một số các cái chất mà cơ thể chúng ta cần nhưng mà nó lại không được cơ thể sản xuất, ví dụ omega 3 chẳng hạn. Đấy, vì thế mà chúng ta cần phải có những cái nguồn bổ sung từ bên ngoài để giúp cho cái cơ thể của chúng ta trí não minh mẫn, sức khỏe tốt, và cái cơ thể nó có độ dẻo dai ạ. Thì tại sao nhung hiêu lại là cái sản phẩm mà được nhiều người đánh giá là cái rất là tốt cho sức khỏe? Thứ nhất là các nhung hiêu nó là nguồn bổ sung dinh dưỡng từ động vật, nó sẽ mạnh hơn rất nhiều so với những cái nguồn từ thực vật, vì những nguồn từ thực vật thì không phải phải phốt nó, mà bằng kinh nghiệm và bằng sự kiểm chứng thì chắc chắn là các chuyên gia đều nói là cái sự tương tác của thực vật nó chậm hơn từ động vật đấy. Và nhung hiêu thì là đã có cái lịch sử sử dụng của nó trong y học cổ truyền là rất lâu lắm rồi, chứ không phải là tính bây giờ nữa. Nhưng mà chỉ khác nhau cái là chúng ta biết là cái nhung hiêu nó là tốt, nhưng Facebook chỉ muốn nhấn mạnh đó là nó tốt khi nó là sản phẩm, nguồn gốc ở đâu và được sản xuất như thế nào, và nó đã có được chỗ đứng như nào trên thị trường ấy, thì chúng ta sử dụng lâu dài nó mới mang lại hiệu quả và nó an toàn. Đấy, quan trọng ở Facebook luôn luôn có một cái nguyên tắc khi mà chọn sản phẩm, đó là không phải là sản phẩm tác động nhanh nhất là cái sản phẩm hiệu quả nhất, mà cái sản phẩm mà có cái đánh giá tốt nhất là về thành phần tốt nhất này, và không có tác dụng phụ khi chúng ta sử dụng lâu dài mới là cái sản phẩm mà Facebook đáng quan tâm. Bởi vì sao? Vì cái việc mà cái sản phẩm tác động nhanh ấy, thì nó có rất nhiều cách. Đấy, chúng ta có thể dùng chất cấm, chất kích thích đấy, trong sản phẩm chẳng hạn. Nhưng mà những cái chất đấy nó sẽ gây ra phụ thuộc rồi gây nghiện, và nó sẽ làm cho cái cơ thể của chúng ta hoạt động không đúng, vì nó sẽ phải phụ thuộc và nó tăng liều lên. Phải tăng liều lên thì chúng ta dùng lần đầu tiên thì có thể thấy hiệu quả, nhưng những lần sau thì lại không thấy có tác dụng nữa. Thì đấy vấn đề đó là sử dụng những cái chất bồi bổ nhưng mà những chất kích thích mà nó độc hại đấy, thì Facebook không khuyến cáo những cái sản phẩm như vậy, mà nguồn gốc các sản phẩm nó phải là có gốc tự nhiên theo kiểu là y học cổ truyền, nhưng mà nó có công nghệ để làm sao để chúng ta là thấy là chúng ta nó phù hợp với lại sinh lý tự nhiên của cơ thể đấy, những cái gì cơ thể cần hàng ngày và chúng ta cung cấp để duy trì cơ thể chúng ta khỏe mạnh, nhưng nó không có tác dụng phụ. Thì các sản phẩm của Nga, Facebook cảm nhận, Facebook thấy được rằng ấy, nó có một cái sự kết hợp rất là tự nhiên, tức là các cái thành phần khi mà chúng ta đọc một cái sản phẩm tốt hay không thì chúng ta sẽ phân tích vào thành phần của sản phẩm, và tiếp nữa là nhà sản xuất, kinh nghiệm của nhà sản xuất, các cái chuyên gia, các cái bằng sáng chế, đúng không, và những cái tổ chức mà kết hợp với họ đấy, những cái tổ chức mà kết hợp để kinh doanh cái hàng của họ, thì chúng ta có thể đánh giá được cái tầm cỡ của nhà sản xuất. Ví dụ như trong sản phẩm của Marano chẳng hạn, Marano thì là
của cái nhà sản xuất là Panto Project. Panto Project thì là một trong những cái top đầu các cái nhà sản xuất về nhung hiêu tại Nga, và cái sản phẩm của Panto Project phải nói là rất là uy tín, và vì họ đặt ở cái vùng mà sinh thái sạch Altai, tức là cái vùng mà có cái chất lượng hiêu tốt nhất thế giới. Vùng sinh thái sạch Altai là bởi vì sao? Với Phúc nói rất nhiều lần rồi, cái nơi đó được coi là cái thiên đường nghỉ dưỡng, nơi mà chữa bệnh với lại tự nhiên đấy, người ta gọi là chữa bệnh, cái vùng mà gọi là chữa bệnh sinh thái, đại loại như vậy. Tức là nó có một cái khí hậu rất là tốt này, nguồn nước sạch này, nhiều cây thuốc này, đấy, và nhiều suối khoáng này, đấy, nó điều kiện tự nhiên rất là hoang sơ nhưng mà nó lại rất là tốt cho cái thảm thực vật và động vật ở trong đấy cũng phát triển, nó có rất nhiều các loại động vật quý hiếm mà đều sinh trưởng trong đấy. Đấy, thành ra là tại vì nó là nơi đất lành chín đậu cho nên là những cái loài sinh trưởng, những cái động vật quý hiếm ấy thì đều tìm thấy ở khu đấy hết à. Đấy, thành ra là cái nhung hiêu ấy ở của vùng đó nó sống trong một cái điều kiện rất tốt như vậy thì nó có một cái sức khỏe tốt và cái giá trị dinh dưỡng của chất đó nó sẽ khác biệt so với lại những cái vùng khác. Ngoài ra ấy, cái vấn đề là môi trường sống tốt rồi nhưng mà nó còn đòi hỏi về cái chuyên gia kinh nghiệm đấy của cái của những cái nhà sản xuất đấy nữa. Ví dụ như là Panto Project thì là nó thành lập quá là lâu rồi trên thị trường Altai rồi, và họ có những cái viện nghiên cứu, tức là họ nghiên cứu các cái sản phẩm nhung hiêu để làm sao mà giúp cho quá trình giúp cho cái y học thế giới, đồng thời đó là giúp cho việc là trường thọ hơn, con người sống khỏe mạnh hơn và ít nhiễm bệnh hơn đấy, hoặc là nếu mà có bị bệnh thì chúng ta sẽ giảm tải cái sự đau đớn hơn đấy, gọi là nhà sản xuất này nó có một cái chữ đấy rất là tốt. Thành ra là cái chuyên gia của họ rất là dày dặn kinh nghiệm đấy, phải nói là họ rất nhiều bằng sáng chế, chúng ta có thể là những khách hàng mà biết tiếng Nga không ngại gì, chúng ta có thể lên để tìm hiểu thông tin của nhà sản xuất, nó có một cái sự minh bạch rõ ràng. Và thực sự là nhà sản xuất luôn luôn đăng những cái ví dụ như là những cái đối tác, ví dụ của Nhật này, của Hàn này, rồi là của Tây Ban Nha này, của châu Âu này, của những cái liên đoàn Olympic thế giới, họ kết hợp với lại cái nhà sản xuất này để sử dụng cái sản phẩm của họ, kéo dài cái sức khỏe, sự dẻo dai, năng động, là tốt về cái thể hình cho cái những cái vận động viên thế giới, đúng không? Những vận động viên điền kinh hoặc những vận động viên mà bóng đá đấy, Nhật, Trung Quốc, Hàn hoặc là EU đều sử dụng cái sản phẩm của họ vì nó đáp ứng tất cả những cái tiêu chuẩn về mặt là chất lượng sản phẩm này, rồi là độ uy tín này đấy, và nó có những cái nghiên cứu thực tiễn về cái hiệu quả của sản phẩm. Thế cho nên là khi mà nghiên cứu các cái sản phẩm như thế thì tôi cũng nghĩ rằng là tại sao một cái sản phẩm tốt như thế lại không khuyến cáo cho khách hàng sử dụng. Và ở Việt Nam thì tất nhiên là có rất nhiều nhà sản xuất, ở Việt Nam thì có rất nhiều nhà sản xuất cũng bán sản phẩm hiêu và cũng có lấy mác hiêu của Nga và một phần của Nga và một phần tại Việt Nam. Chẳng hạn như EcoSugri thì rất nhiều khách hàng của Facebook có thắc mắc là hỏi là tại sao mà sản phẩm của EcoSugri khác gì với lại sản phẩm của Facebook. Thì cái khác biệt lớn nhất đó là Facebook chỉ kinh doanh những cái sản phẩm nội địa của Nga và của những nhà uy tín top đầu Nga, gọi là trong top, là không có nhà sản xuất nào vượt qua được chất lượng của họ đấy, thì đã là một cái khẳng định về mặt chất lượng rồi. Và thứ hai nữa là nó cái sản phẩm đấy nó phải thuần nội địa, tức là nó phải ở những cái vùng sinh thái hoặc là những cái vùng mà có nguyên liệu tốt nhất để đảm bảo thứ nhất là chất lượng này và giá cả này, và không bị marketing quá mức này, đúng không? Còn và cái độ uy tín nữa, vì những cái nhà sản xuất càng lương năm trên thị trường thì chắc chắn họ có những cái chuyên gia, họ hội tụ những chuyên gia giỏi và họ có cái kinh nghiệm tốt đấy để cho cái sản phẩm của họ tốt. Còn EcoSugri thì là một cái sản phẩm non trẻ, đúng không? Nếu mà thực ra là mọi người dùng thì là dù sao nó cũng có chất lượng nhung hiêu ở trong đấy thì nó cũng tốt, nhưng mà để mà lựa chọn vì cái mục đích đó là giá trị kinh tế này rồi là chất lượng này, thì tại sao nếu mà có những cái cơ hội mà để chúng ta sử dụng những cái sản phẩm tốt hơn và nó thuần nội địa hơn, tức là chính ở gốc ở đấy hơn, thì chắc chắn là chúng ta nên có cái
sự lựa chọn cho mình. Vì phép phút, nguyên tắc của phép phút luôn luôn là lựa chọn những gì tốt.